các cái công trình tái hiện và những giá trị văn hóa lịch sử để bản thân chủ thượng ngoạn rồi bạn bè anh em văn nghệ sĩ anh em hàng xóm đó tới và thích thú người ta cũng thưởng ngoạn chút. Đa phần các công trình đều do ông đóng tự tay thực hiện, như tạc tượng, xây dựng hay bắc cầu, ông mới thuê thợ. Hơn 10 năm qua, giờ đây, khu vườn Kỳ Viên rộng hơn 3.000 mét vuông, được hình thành rất phong phú với nhiều mô hình thu nhỏ các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của đất nước. À, đối với khu vườn này thì nó là một cái dịp để mà cho các thế hệ về sau, nhất là các em học sinh đến tham quan thì có gì để tìm hiểu và nắm bắt được những cái hay cái tinh túy của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Thì mình rất là ủng hộ ba mình và rất là tự hào về những việc mà ba mình đang làm, bởi vì đối với mình đây không chỉ là một nơi để mà mình có thể rủ bạn bè về cuối tuần và giới thiệu những cái mô hình ba mình làm, mà còn là một nơi mà mình có thể kể cho bạn bè mình nghe về những cái văn hóa và lịch sử nước nhà. Về đình vạn phước mà nghe họ san sẻ công thiệt thà.